mì, ba mì, tôm chua cay, bảy nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Tập tiếp theo sẽ là những thử thách với độ khó cực đại. Bộ môn này đã được đấu thủ thế giới thi đấu với nhau. Nếu như thế giới người ta làm đến 7.000 điểm màu, Việt Nam thì khiêm tốn thôi. Bạn ấy sẽ tìm trong 28 triệu điểm màu khác nhau. Những gì sắp xảy ra trên sân khấu sẽ có thể xoán ngôi Dương Anh Vũ. Tổng cộng có đến 1.100 mảnh ghép nhỏ. Thưa quý vị, chiến binh nào sẽ đến thách thức và ghi tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam? Anh hy vọng tại sân khấu siêu trí tuệ sẽ có một ai đó xác lập kỷ lục thế giới ngay tại đây, để cho mọi người biết rằng thí sinh siêu trí tuệ Việt Nam cũng là tài sản quốc gia. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.